Borelli thích ra bảo ông địch này lại chôn tiếp đùa thôi à? Lại chôn á, lại chôn ở đâu không biết chôn game đấy đấy phá đi. Ui đi cút xuống dưới. Ui ai sao lại phải bố tao mẹ. Hai qua Zalo, hai qua Blue đi mẹ. Không mẹ sao đánh nhỉ? Qua Blue đi tao qua Zalo rồi. Mẹ Zalo ấn tượng mà tao đang bên này mà phát ơi. Cái gì đó? Chẳng có mức là... Cái gì đó chẳng có mức là... Vai trời! Bị loạn quá! Roblox lấy gì? Roblox ấy! Chả trời, chả biết! Khi rồi đang không kịp làm gì. Mẹ gì? Đây nó có bóc, rồi nó bóc cái mít rồi. Đây mà yêu mà. Mày xử nó thằng nhau đâu được không? Ôi thằng hình sai. Ờ đúng 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 đúng. Trời 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 trời. Bắt rồi bắt rồi. Bắt rồi bắt rồi bắt rồi. Thịt mặt bắt luôn. Thấy có thằng nào tàng hình thẻ luôn đồ con tiếp này. Nóng nhà qua phải nên mình đều chết rồi. Biết là nó đi kia rồi nhưng mà có gì mày bắt không biết được thì bắt đấy. Còn một tí nữa này. Phải lớn không? Ờ, red yellow với ta mình đang đánh nhau bên nhà yellow. Tao thấy một ít block thôi. Không không? Ôi, red bên này. Thế nào? Chạy đã, kéo mất red được. Nó. Đây. Có đường đối diện này, có đường đối diện này. Rồi, nhưng mà cái nhà đấy mù. Thôi đâu vậy, thôi rồi. Thì trong cái nào, thằng ấy trong nhà. Nhà, nó cái nhà mà. Còn. Speed. Tao tìm nó hết.
À đây đây, mình nó biết rồi, biết rồi. Đây 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 đây, đây. Vừa thấy xong rồi. Thấy không? Thấy không? Tặng hình cho Thái. Nó vừa thấy nó đây mà. Không, không ở đây đâu, không ở đây. Chắc được không? Đó. Chắc không? Đâu ấy nhỉ? Ở đây, đây. Sapa Orange, Sapa Orange.